Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình ống kính du lịch được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế và Sở Du lịch Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của lễ hội là tạo ra một hoạt động có tính cộng đồng cao, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm để thu hút khách du lịch, để du khách cùng tham gia vào trải nghiệm tại điểm đến. Từ đó, Sở Du lịch đã tích cực tổ chức thành công nhiều hoạt động lễ hội nhằm hướng đến tôn vinh những giá trị văn hóa của dân tộc và tạo cho du khách những hoạt động trải nghiệm thú vị khi tham quan cố đô. Một trong những lễ hội gần đây nhất mà Sở Du lịch tổ chức thành công và để lại nhiều ấn tượng đẹp đó là lễ hội Diều 2019 đã thu hút đông đảo du khách gần xa đến tham dự. Nghệ thuật Diều Huế được đánh giá cao vì nó thể hiện sự kết hợp hài hòa của mỹ thuật tạo hình, hội họa, chất liệu sản phẩm và sự đam mê cũng như kinh nghiệm của người chơi. Thả diều được phổ biến ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, nhưng để nâng cảnh diều lên thành một nghệ thuật, nét văn hóa của vùng miền thì không phải nơi nào cũng làm được như ở xứ Huế. Những cái lễ hội này thì là, đây là một cái vấn đề được quan tâm. Thứ nhất là tỉnh, thứ hai cả cái sở thuộc tỉnh thì là nó họ cũng quan tâm đến anh em chúng tôi. Và tiếp đến là sẽ có nhiều sở, nhiều cái đơn vị tổ chức nhằm cái nâng tầm cái Diều Huế lên và để cái Diều Huế nó tồn tại mãi trong cái thời gian. Lễ hội Diều Huế năm 2019 được Sở Du lịch tổ chức thành công sẽ góp phần khẳng định danh hiệu Huế, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam. Và mục tiêu chính của lễ hội hướng tới là tạo thêm các sự kiện, giới thiệu các nét văn hóa độc đáo của Huế, đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm, khám phá cho du khách khi đến Huế. Sở Du lịch cũng đã được giao nhiệm vụ là phải nghiên cứu và xây dựng chuỗi các lễ hội sự kiện về văn hóa, nghệ thuật và thể thao gắn với du lịch để nhằm tăng thêm sức hấp dẫn điểm đến và tạo thêm nhiều hoạt động trải nghiệm cho du khách khi đến Huế. Với ý nghĩa đó, thì trong năm 2018 và 2019, Sở Du lịch đã tổ chức thử nghiệm một số hoạt động lễ hội gắn với du lịch như lễ hội Sen, lễ hội Lân, lễ hội Diều, rồi lễ hội Hip Hop. Bên cạnh lễ hội Diều Huế 2019, cùng với các lễ hội hoạt động được tổ chức từ năm ngoái và lễ hội Hip Hop, lễ hội Lân dự kiến được tổ chức trong năm nay sẽ tiến tới hình thành chuỗi lễ hội sự kiện trải đều trong năm. Về lễ hội Lân sắp tới, ban tổ chức sẽ mời những trọng tài quốc gia đến Huế để chấm thi theo đúng thể lệ thi lân quốc tế để mang đến những điểm số công bằng nhất. Điểm số của các đội dựa trên độ khó của ban biểu diễn, tiếng trọng nhịp và nội dung, ý tưởng trong mỗi phần biểu diễn. Các đội lân phải thể hiện được thân thái uy dũng của lân để đem đến cho khán giả, du khách những màn biểu diễn vui nhộn. Đây hứa hẹn sẽ tạo thêm sản phẩm hoạt động, nhất là vào ban đêm để thu hút khách đến Huế, giữ chân du khách ở lại lâu hơn. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu để hình thành thử nghiệm một số loại hình lễ hội có gắn với các hoạt động văn hóa của Thừa Thiên Huế để sau đó sẽ chọn lọc tạo thành một cái chuỗi lễ hội tổ chức thường xuyên trải đều trong bốn mùa của năm, và như vậy thì cũng góp phần để đưa vị thế Huế xứng đáng với cái danh hiệu là thành phố festival và vùng đất của lễ hội. Để giúp du khách trong nước cũng như quốc tế hiểu biết hơn về văn hóa Huế, đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh cố đô Huế, phát huy thương hiệu và vị thế của Huế, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam, Sở Du lịch đã tổ chức một số loại hình lễ hội kết hợp giữa truyền thống và đương đại nhằm làm phong phú, đa dạng hơn các hoạt động thu hút khách đến Huế trải đều trong năm. Các lễ hội này sẽ là một điểm nhấn của mùa khách du lịch nội địa trong chuỗi lễ hội sự kiện gắn với du lịch diễn ra trong năm 2019 ở Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, sông Hương với những đường nét uyển chuyển và dòng nước trong xanh từ lâu là một món quà có giá trị cho du lịch Huế, là nơi hội tụ của cảnh quan và di sản văn hóa Huế. Thời gian qua, nhiều đơn vị đã tập trung đầu tư để khai thác tốt các sản phẩm du lịch trên sông Hương có chất lượng nhằm tạo cho du khách một ấn tượng về xứ Huế thơ mộng. Sông Hương là một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng của Huế, là cảnh quan chính của thành phố. Nơi đây thường xuyên diễn ra các lễ hội lớn ở Huế, nhiều chương trình nghệ thuật của Festival Huế, là không gian cho nhiều cảm hứng sáng tác thơ ca. Điều đó cho thấy, sông Hương có một vị trí rất đặc biệt đối với đời sống văn hóa, tâm linh cũng như sự phát triển của du lịch Huế. Một sự kết hợp tốt giữa sông nước và lịch sử thành phố có khả năng tạo ra một sản phẩm du lịch độc đáo cho Huế, mở ra nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cũng như cải thiện cuộc sống người dân dọc hai bên bờ sông.
Tôi cùng chị Mở Đình Huế và đi ngang qua đây, thấy khung cảnh rất đẹp, dòng sông khá yên bình. Tôi nghĩ các dịch vụ trên sông nếu được đầu tư khai thác tốt, kèm theo các điểm dừng chân sinh động sẽ rất hút khách. Tôi đến Huế theo tour đã đặt trước với đoàn. Tôi thấy hệ thống thuyền rồng trên sông Hương rất nhiều, có thể đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Tôi nghĩ đây là một sản phẩm du lịch mang nhiều nét riêng của Huế, cần được khai thác tốt. Sông Hương và du lịch trên sông nước là một lợi thế của Huế. Tuy nhiên, những sản phẩm lâu nay trên sông mới chỉ dừng lại ở tỉnh tự phát, vẫn còn đơn điệu các dịch vụ du lịch. Trên sông chỉ dừng lại với ca Huế, đi thuyền rồng, ngắm cảnh hai bên bờ và tham quan một số điểm du lịch. Làm sao để sản phẩm du lịch này ngày càng độc đáo hơn, phong phú và mang tính chuyên nghiệp hơn, chứ đừng để xoay quanh các chuyến tham quan ngắn diễn ra trong ngày và nghe ca Huế trên sông. Các bến thuyền hay hạ tầng giao thông chính cũng cần có những đầu tư để phục vụ du khách ngày càng tốt hơn. Trong mùa du lịch năm nay thì đơn vị chúng tôi đã có nhiều biện pháp để đảm bảo cái công tác phục vụ khách du lịch đi thuyền. Đối với công tác tổ chức thì chúng tôi đã tăng cường cái lực lượng thường xuyên, đặc biệt là trong những ngày cao điểm và giờ cao điểm, để tăng cường sắp xếp tổ chức xe đầu đổ, thuyền đầu đổ đúng vị trí quy định, đảm bảo cho hành khách lên xuống thuyền an toàn và thuận tiện. Đối với công tác chỉnh trang thì chúng tôi đã lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng, camera giám sát ở khu vực thuyền và xe đầu đổ. Sự tập trung số lượng lớn tài nguyên du lịch ở không gian sông Hương là một lợi thế đặc biệt của du lịch Huế. Nếu mà nhiều sản phẩm và tour tuyến du lịch có thể được thiết kế, vận hành để phục vụ du khách. Mới đây, đường đi bộ trên sông được đưa vào khai thác đã tạo được ấn tượng tốt với du khách gần xa, bởi họ có thể nhìn ngắm khung cảnh Huế trên sông nước rất ấn tượng. Khách du lịch được đắm mình vào dòng nước trong xanh, thưởng ngoạn cảnh quan thơ mộng ở hai bên bờ, rồi lại tìm hiểu về các di sản, kiến trúc, văn hóa Huế, là một điều hết sức thú vị đối với các du khách đến Huế. Em thấy chỗ đây nó kiểu rộng rãi với lại sạch đẹp. Đấy là có thêm mấy cái chỗ để cho kiểu như là sinh viên hoặc là mấy bạn trẻ đi chụp hình sông ảo đâu này kia vậy. Với kiểu là em thấy mọi người ở đây cũng không khí cũng vui vẻ, với lại lâu rồi kiểu Huế cũng không có cái địa điểm nào chơi mà kiểu là kiểu nó đẹp á. Dạ. Với ở cầu thì em thấy ở cái bên cái khu chỗ bên kia nó sẽ dễ chụp hình đẹp hơn. Thấy được tiềm năng phát triển du lịch trên sông, mới đây công ty du lịch sông Hương đã đầu tư 5 thuyền cao cấp phục vụ khách du lịch. Các thuyền chất lượng cao này được thiết kế dựa trên các mảng màu cung đình đậm chất Huế, sử dụng các chất liệu mộc mạc của gỗ, mây, tre, kết hợp với các thiết bị tiện nghi hiện đại, đặc biệt là hệ thống máy thủy vận hành êm ái, đảm bảo không gian yên tĩnh cho thưởng thức ẩm thực và hoạt động biểu diễn giải trí trên thuyền. Với mong muốn là tạo ra một cái sản phẩm sự khác biệt, một chất du lịch chất lượng cao cho những du khách khi đến thành phố Huế được trải nghiệm. Ngoài những di tích lịch sử ra cũng có những trải nghiệm về lãng mạn, được du ngoạn trên dòng sông thơ mộng của thành phố Huế. Các sản phẩm du lịch về đêm của chúng tôi thì chúng tôi có sản phẩm tour du lịch ngắm hoàng hôn, cũng như tour du lịch ẩm thực tinh tế để phục vụ những du khách có nhu cầu ngắm hoàng hôn về chiều tại Huế, cũng như là tour du lịch buổi tối phục vụ cả chương trình ẩm thực, ca nhạc để đem lại những trải nghiệm đặc biệt cho du khách. Điểm đầu tiên mà chúng tôi thấy rằng là đã khắc phục được một cái điểm rất lớn của các loại tàu du lịch trên sông Huế, đó là tiếng ồn đã được giảm thiểu tối đa, và từ đó thì ngoài những cái dịch vụ mà có thể là du khách có thể thưởng ngoạn cái cảnh quan hai bên bờ sông, thì những cái dịch vụ cũng như là những cái hoạt động văn hóa văn nghệ trên thuyền đã được du khách trải nghiệm có thể rằng là rất là thuận lợi. Hiện mùa du lịch nội địa đang đón khách tốt, và lượt khách này cũng thường hay đặt tour thuyền rồng kết hợp nghe ca Huế. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện bến bãi đặt ra nhiều vấn đề để tạo cho du khách nhiều ấn tượng về dòng Hương. Trong thời gian tới thực hiện cái chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố thì đã triển khai thi công công trình mở rộng bến Tòa Khâm
về phía thượng lưu là với chiều dài 40 mét. Và với cái việc mở rộng bến này sẽ tăng cường cái phương tiện vào đầu đổ và chở khách vận chuyển khách, đặc biệt là làm các cái cầu tàu để tạo điều kiện cho công ty Á Đông cùng tham gia vận chuyển khách. Như vậy, sau một thời gian dài đầu tư thì thành phố cũng đã cơ bản hoàn thành cái việc đầu tư cơ sở hạ tầng của bến thuyền Tòa Khâm. Sông Hương và cảnh quan kiến trúc đôi bờ đã, đang và sẽ luôn là điểm nổi bật của du lịch Huế. Đây là nơi hội tụ của cảnh quan và di sản, là điểm nhấn của du lịch Huế. Vì thế, cần được quy hoạch, gìn giữ và khai thác hiệu quả. Phát triển các dịch vụ du lịch trên sông Hương tốt sẽ tạo ra cho nhiều dịch vụ kèm theo phát triển, mà hơn hết là có thể kéo dài ngày lưu trú của khách du lịch khi đến Huế. Chương trình ống kính du lịch được phối hợp thực hiện giữa Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế và Sở Du lịch Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.